tuổi sửu 2025 Phạm Bạch Hổ thì công việc tài chính sức khỏe gia đạo như thế nào như anh chị em đã biết tỵ dậu sửu là tam hợp mà qua năm 2025 á, tuổi tỵ là phạm thái tuế cho nên tuổi sửu của chúng ta hợp với thái tuế ha hợp với thái tuế mà thái tuế thì chủ về thị phi về bắt trắc về khó khăn trong công việc thì tuổi sửu nó đứng ở ngôi bạch hổ cho nên nếu anh chị em nào muốn thỉnh thái tuế để an vị cho năm 2025 để cầu an, cầu may mắn trong năm 2025 thì nhắn cho Quảng tổng ha. Cái này Quảng tổng đọc kinh và chứ không có bán đại trà trên thị trường. Để không mất nhiều thời gian thì sau đây Quảng tổng sẽ đi vào trong cái cung mệnh của tuổi SỬU. Trước tiên là cung mệnh của tuổi SỬU đứng ở cái ngôi là ngôi mộ, ngôi mộ là một ngôi khí trường nó vừa mới hết luôn anh chị. Cho nên trong năm 2025 này thì tuổi SỬU của chúng ta về tình hình chung là chúng ta chỉ ở cái mức gọi là bình thường thôi mọi việc nó đều bình thường thôi rồi sau đó chúng ta sẽ xem vào trong những ngôi sao nó có điều gì nó chuyển biến hay không thì ban đầu Quảng tổng đã chia sẻ là tuổi sửu là đứng ở cái ngôi là ngôi bạch hổ ngôi bạch hổ là một cái ngôi chủ về máu me về hung hiểm về tai nạn nhưng nếu xét ở khía cạnh về công việc thì nó cũng gọi là bạo phát về bạo tàn anh chị chính vì vậy trong năm 2025 đầu tiên là chúng ta phải lưu ý cái vấn đề về hung hiểm và máu me cách hóa giải thì ở trong dân gian có một cách rất là hay là gọi là đi hiến máu nhân đạo anh chị cái này thì Quảng tầm cũng chưa có chưa có thực nghiệm nhưng mà quản tầm thấy điều này rất là hay là mình chủ động mình đi hiến máu nhân đạo chẳng hạn để chúng ta vừa nâng cái phước của mình lên mà nó cũng vừa gọi là vừa chảy máu sẵn rồi rồi đặt bạch hổ này nó cũng là khá là nguy hiểm cho những ai đang bị bệnh ha, những tuổi sửu nào đang bị bệnh tại vì bạch hổ nó chủ về cái sự hung hiểm về tai nạn mà chúng ta đang bị bệnh nữa thì tức là nó vấn đề về máu huyết của chúng ta nó cũng là cần phải lưu ý, đặc biệt lưu ý. Về công việc thì quản tổng đã chia sẻ là nó đã bạo phát bạo tàn ha, cái ý nghĩa của bạch hổ là nhưng mà ý nghĩa mà chúng ta cần phải lưu ý đó là bạch hổ là chủ về chúng ta phải biết có điểm dừng, chúng ta không được tham, trong công việc, trong cuộc sống Từ công việc về tài lộc về đầu tư, kinh doanh Chúng ta hãy có điểm dừng, phải biết dừng lại Vui thôi đừng vui quá Vui thôi đừng vui quá Vì nếu như chúng ta chỉ cần suy nghĩ mà chúng ta gọi là chơi hết mình một cái Là tự động cái 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 xấu nó ập đến với mình Đấy là ý nghĩa của ngôi sao Bạch Hổ ha Khuyên anh chị em chúng ta hãy có điểm dừng Và đừng có quá tham rồi hãy chủ động để mà hóa giải cái sự bạch thổ cái sự máu me hung hiểm này cũng trong cung mệnh của tuổi sửu chúng ta sẽ có những ngôi sao như phục binh phục binh là chủ về cái sự ám hại cái sự lừa đảo của tiểu nhân ha chỉ bối là một ngôi sao chủ về sự đố kỵ sự làm ơn mắc oán cũng là cái sự gọi là mất tiền nữa rồi thiên khóc thiên khóc là chủ về thiên khóc thiên hư thì chủ về cái gia đạo nó bất an những ngôi sao không tốt ha trong cái tuổi sửu khí trường nó đã bình thường rồi mà những ngôi sao nó chiếu về nó cũng không có được thuận lợi lắm vậy thì chúng ta hãy xem cái cái môi trường ở bên ngoài xã hội như thế nào là chúng ta xem cung thiên di thì cung thiên di chúng ta đứng ở cái ngôi quan đới quan đối tức là chúng ta đi ra ngoài thì nó sẽ cái khí của chúng ta nó sẽ được vượng lên nó được tốt hơn đặc biệt nữa là đi ra ngoài cung thiên di chúng ta sẽ có được cái ngôi sao tuế dịch và tiết độ tuế dịch tức là đi làm ăn xa có lợi vậy thì chúng ta đi ra đi đi ra ngoài tức là chúng ta có lợi mà đặc biệt nữa là nó có ngôi sao tiết độ tiết độ chủ về cái bổng lọc cái hưởng lọc một cách gọi là chân chính và bình thường ví dụ như đi làm thì chúng ta hưởng lọc mà chúng ta cố gắng hơn nữa đi ra ngoài cố gắng hơn chúng ta vượt KPI vượt chỉ tiêu thì chúng ta sẽ hưởng thêm được cái lọc thưởng đó ha đây là cái lọc chân chính ở trong công việc của mình đàng hoàng chứ không phải lọc ở trên trời rơi xuống hay là lọc linh tinh lăng tan đây là những cái lọc chân chính từ công việc chân chính của mình thì chúng ta được hưởng trong cái lọc đó. lọc này nó nhỏ hơn lọc tồn một chút nhưng mà nó là lọc tiếp theo thì quảng tầm sẽ đi vào trong cái công việc cung công việc của tuổi sửu năm 2025 thì chúng ta đặc biệt ở cái ngôi đế vượng tức là công việc của chúng ta cái khí trường cái công việc của chúng ta rất tốt nhưng mà cái bản mệnh của mình thì nó lại khí trường nó cứ bình thường bình thường bình thường mà cái công việc chúng ta khí trường tốt thì nó cũng sẽ bổ trợ được cho cái bản mệnh ở trong cung công việc chúng ta sẽ có được cái ngôi sao phượng cát giải thần này, là để hóa giải này, hóa giải những cái xấu nè ngôi sao tướng tinh tướng tinh chỉ là cái công việc của mình nó rất là vượng rồi ngôi sao thanh long chủ về may mắn hanh thông như vậy là về công việc chúng ta vẫn tốt ha tuy nhiên trong cung công việc thì quảng tầm đã nói là nó tam hợp với thái tuế là tại vì nó đứng ở cái ngôi thái tuế thái tuế thì chủ về thị phi bất trắc trắc trở khó khăn trong công việc vậy thì làm sao mà chúng ta để mà lợi dụng được cái ngôi sao phượng cát giải thần này, để mà chúng ta hóa giải được cái thị phi thì đây là cái điều mà anh chị em chúng ta cần phải suy nghĩ ha ví dụ trong công việc thì chúng ta có thể bớt tham gia vào những cái chuyện của người thứ ba chẳng hạn thì chúng ta sẽ giảm bớt được những cái thị phi hoặc là chúng ta né thị phi đi chỗ nào đang trộn rộn thì mình né ra đây là một ngôi sao không tốt ha tuy nhiên đối với những người mà người ta làm việc người ta kiếm tiền từ trong thị phi thì sao ví dụ như là quay video rồi chúng ta tạo trend tạo drama thì ngôi sao thị phi thái tuế này nó lại là một ngôi sao chủ về kiếm tiền ở trong đó thì nó lại tốt thì sao như vậy là tùy tính chất công việc mà nó mà nó tốt hoặc là nó xấu đối với người này thì chúng ta cần phải giảm thị phi chúng ta cần phải bớt đi để, để chúng ta hóa giải cái phượng cát giải thần để hóa giải nhưng đối với một số người lại kiếm tiền ở trong thị phi thì nó lại là điều đó nó lại là tốt à, vậy thì nó cũng cũng không đến nỗi không đến nỗi xấu ha mà nếu chúng ta biết được cách mà hóa giải thị phi này chúng ta biết né thị phi đi né ra thì cái công việc của chúng ta nó sẽ thuận lợi nó sẽ tốt đẹp tiếp theo là về tài lộc tài lộc của tuổi sửu năm 2025 chúng ta đứng ở ngôi trường sinh trường sinh tức là nó cái khí trường nó vừa mới sinh ra thôi tức là nó vừa mới chớm nở thôi nó vừa mới vừa mới phát triển lên mới nảy mầm ra thôi nên cái khí của nó không có được thuận lợi nó cũng chưa có tốt lắm tốt nhưng mà chưa tốt lắm đặc biệt là trong cái cung tài lộc chúng ta có cái ngôi sao phá toái là chủ về phá tài chủ về phá tài tuy nhiên là chúng ta đứng ở cái ngôi là ngôi quan phù bạch hổ thái tuế quan phù quan phù là chủ về hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định và suy nghĩ kỹ chừng nào thì cái thành công của nó lại càng tốt chừng đó đó là cái ý nghĩa của ngôi sao quan phù là rất là tốt ha nó khuyên chúng ta đừng có ù lì mà chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ hãy vận động hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ra bất kỳ một cái quyết định nào về tiền bạc Chứ mà chúng ta không suy nghĩ nhiều khi chúng ta bị u mê, chúng ta bị lừa đảo trên mạng cũng có. Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ, hãy quan sát thật kỹ trước khi ra quyết định thì chúng ta sẽ giữ được cái tài lộc của mình. Giữ được cái tài lộc của mình là ở mức độ tiết độ thôi nha, bổng lộc thôi nha. Vậy để thu hút tài lộc, kích tài lộc cho tuổi Sửu năm 2025 này thì chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên là cái ngôi sao lộc tồn của chúng ta đứng ở cái ngôi là ngôi Phúc Đức vẫn là vẫn là ngôi phúc đức mà phúc đức thì như thế nào phúc đức thì chúng ta phải hành thiện nghĩ thiện làm thiện phải cầu an cầu siêu cầu may mắn mượn. nhờ phúc đức của tổ tiên ông bà nhờ phúc đức của bản thân mình ha vậy thì đầu năm tuổi sửu chúng ta cũng nên đi cầu tài cầu an vân vân để thu hút tài lộc thì do đứng ở lộc tồn đứng ở mão cho nên tuổi sửu chúng ta hãy an vị một cái tượng mèo thần tài ở hướng đông hoặc là phía đông trong ngôi nhà hoặc là văn phòng làm việc của mình. Nếu anh chị em chúng ta mà ở văn phòng thì chúng ta có thể đặt một cái tượng mèo thần tài nhỏ để trên bàn làm việc cũng được. Đó là cách mà chúng ta thu hút tài lộc cho người tuổi Sửu trong năm 2025. Về gia đạo của tuổi Sửu năm 2025 thì như thế nào? Về gia đạo thì chúng ta đứng ở ngôi thai. Ngôi thai là chủ về cái sự u mê và thiếu sáng suốt, đặc biệt là trong cái cái cung mà gia đạo chúng ta có cái ngôi sao tuế phá ngôi sao tuế phá là một ngôi sao gọi là nó còn hung hiểm hơn ngôi sao thái tuế tại vì nó đối xung mà nó đối xung với thái tuế cho nên nó còn hung hiểm nó còn trộn rộn hơn trong hơn cái ngôi sao thái tuế nên tuổi sửu 2025 này chúng ta hãy kiên nhẫn hãy nhẫn nhịn nhường nhịn người trong gia đình của mình nhường nhịn người trong gia đình của mình để cho gia đạo của mình nó được bình an trong cung gia đạo có cái ngôi sao nguyệt đức là chủ về gọi là áp chế cái xấu hóa giải cái xấu vậy thì làm sao mà chúng ta được hóa giải cái xấu vì chúng ta phải hạ cái tôi của mình xuống thôi anh chị để cho gia đạo gia đình của mình nó được bình an được hạnh phúc đối với lại các bạn tuổi sử mà chưa có tình yêu thì đào hoa nằm ở đâu đào hoa nó nằm ở cung phụ mẫu hoa vậy thì chúng ta có thể thông qua cha mẹ phụ mẫu nó cũng là cấp trên là sếp làm việc của mình gọi là cha mẹ là cấp trên chẳng hạn là ngôi ngôi sao đào hoa nằm ở đây thì chúng ta hãy thông qua những mối quan hệ như vậy để chúng ta biết đâu chúng ta sẽ tìm được một nửa của mình ha quan tâm chút cho các em tuổi sử chúng ta tìm được một nửa của mình về sức khỏe về sức khỏe thì chúng ta đứng ở cái ngôi là ngôi mộc dục mà trong cái cung sức khỏe này chúng ta có ngôi sao gọi là thiên phúc rồi thiên việt nè tức là những quý nhân mà âm quý nhân chúng ta cũng vừa hợp và vừa hình với thái tuế Tuy nhiên thì đối với quản tầm đánh giá thì cái cung sức khỏe này chúng ta cũng không có xấu lắm. Không xấu lắm. Mà quản tầm muốn khuyên là tuổi sử chúng ta đầu năm hãy đi chùa đi nhà thờ hoặc là cầu nguyện với lại tổ tiên của huyền thất tổ các bậc bề trên cầu nguyện cho một năm 2025 được bình an, hóa giải hung hiểm của ngôi sao Bạch hổ nè là chủ về máu me, máu huyết đó anh chị. Rồi có thể là hóa giải cho gia đạo được bình an, rồi công việc nó thuận lợi may mắn. Đây là một điều rất là tốt ha, hóa giải cho sức khỏe nè, tại vì chúng ta cũng phải nương nhờ vào trong cái ngôi sao Thiên Việt và Thiên Phúc nè, âm quý nhân để hóa giải cái bệnh tật cho mình. Đó là tất cả những gì mà quản tâm muốn chia sẻ. Anh chị em chúng ta hãy bấm đăng ký ủng hộ Quảng đồng ha. Rồi sau này Quảng tâm sẽ làm thêm về sao hạn của từng tuổi. Nếu anh chị em nào mà muốn thỉnh thái tuế thì nhắn cho quản đồng. Rồi Quảng tâm chúc cho tuổi Sửu 2025 thật bình an, thật may mắn ha và lưu ý cái ngôi sao bạch hổ nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.